không trồng cây á, rất lầm. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình mưa được mới lương đồng này cả nhà. Nay mình nấu canh chua. Mình nấu cơm chua cơm mẻ. Nay mình có miếng cơm mẻ nè. Với nhà mình có cái bắp chuối nè, giờ mình mua thêm miếng bắp chuối nữa. Nấu mình chua mình bỏ dầu mỡ ôm. Hôm qua con mình nó câu được mớ cá nè, giờ mình muối xả. Mời cả nhà vào bếp với mình nha. Nhuyễn ra mình hấp bằng chứ mình bằng bằng hết. Giờ mình ấp cá, mình cho muỗng muối ngọt vô, muỗng muỗng hạt này đi, nửa muỗng nhỏ bột ngọt, cho xả vô đi. Trộn lên để đây thấm đi chứ mình đi làm lương. Giờ mình bằng lương đặt cái mình chà lá chuối cả nhà. Không có nhớ cái mặn cỡ nào, mặn muối cỡ nào nó cũng nhớ chứ, có lấy chuối vô mới được. Hết trơn hết. Giờ mình bắt nước mình nấu canh chua. Mẹ mình cho chút xíu muối vô mình tán cho nó chết đó cả nhà. Nó chỉ có muối chuyện đó thôi, chứ nó sâu chuyện nó đâu chết đâu. Muối mình tán nha. Sau khi mình luộc cơm mẻ. Giờ nước nó sôi vô mình luộc cơm mẻ rồi mình bỏ luôn vô cả nhà. Giờ mình xắt ra hồ ôm mình bỏ canh. Chưa ra một ôm thôi. Giờ mình vớt bọt lên mình nêm. Giờ lương chín thì mình nêm, nãy trong cơm mẻ mình có bỏ chút muối đó, giờ mình bỏ thêm tí nữa thôi. Muỗng nhỏ bột ngọt. Mình cho vô 2 muỗng đường nha. Mà chín cái hả, nêm siêu nước mắm nữa ngon. Giờ mình nêm là con chua xong rồi, giờ mình bỏ rau vô. Con chua cơm mẻ lương với bắp chuối. Có không còn cua nữa. Lương mà nấu cơm mẻ là hết sảy luôn. Thà lương đậm miếng non. Làm chi ăn lương nuôi bụng có ngon lành gì đâu. Giờ canh chín thì mình nêm miếng nước mắm đây cả nhà, canh chua nêm miếng mắm cho thơm. Cho ra một ôm vô đi. Giờ mình cho dầu vô mình chiên cá. Nóng mình cho tẩu vô. Mình còn cây lắm. Rất lạnh.
giờ cá nó vàng mà gấp ra. Cả nhà ơi, giờ cơm canh chín rồi cả nhà. Mà cả nhà dùng cơm với chồng mình nha. Cả nhà dùng cơm với chồng mình nha. Dạ, còn dưa nó này, rau qua người ăn. Cái lóc gì? Cái chèn nó là gì? Dưa hả? Mình đã nhỏ chứ ngon á. Mềm. Nhỏ mịn nè. Ừ. Nhỏ nhỏ này nè, mới đúng là lươn đồng nè. Giao đi xiệt á. Ừ, ta xiệt á. Nhỏ nhỏ chứ nó ngon hơn lươn nuôi. Chuối nóng cũng mềm. Chú đó là mình xèo ngon á. Sao anh mua đồ nước nấu rồi mà mua không có.
cái mua bắp chuối luôn, sẵn nhà nó còn bắp á. Còn mất gì đâu còn bắp chuối. Chuối mì. Nói con mẹ phải nấu qua bắp chuối ngon. Bắp chuối nhớ nhà còn bắp nữa, vậy chắc luôn luôn. Ngon. Giờ vợ chồng mình dùng không xong rồi, cảm ơn cả nhà xem video của mình nha, cả nhà đi tiếp theo. Bye.